Quá, lấy cho cậu chai nước dưỡng. Dạ. Nước dưỡng ha. Nè cậu. Ôi trời, cậu. Bộ bữa nay có tình yêu hay sao mà mắt tay mắt chân làm cái đầu sáng tạo ấn tượng đẹp như vậy? Thôi, cậu lúc nào mà không có tình yêu, mỗi người khách với cậu là một tình yêu. Cho nên cậu sẽ biến tất cả khách hàng của mình thành hoa hậu hết trơn á. Trời ơi, em nói thiệt với anh nha anh Khôi. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, em chưa thấy ai mà tài đức song toàn như anh. Dạ, cái gì đâu mà vừa đẹp nè, mà vừa có tâm nữa. Anh có biết là mỗi lần mà anh làm đầu cho em xong rồi đó, em bước ra ngoài đường hả, bạn bè em bu em mà đông nghẹt đó, hỏi kêu trời ơi, bồ làm tóc ở đâu mà đẹp vậy? Em đâu có chỉ. Sao vậy vậy? Cô bé áo đỏ kia, ít ra cô phải chỉ chứ, để người ta đến người ta ủng hộ anh Khôi. Đúng rồi. Không không không, bé già chứ bé không có ngu. Hả? Bây giờ hả, bé chỉ khắp thả cho mọi người đổ xô đây làm tóc nè, khi anh Khôi phải chia tình cảm ra cho mọi người, còn đâu nữa tình cảm dành cho em. Chị ơi, chị cứ yên tâm đi ha, tức là mỗi người khách tới đây á là Khôi đều coi như là khách VIP của tiệm vậy hết trơn á. Tất cả bạn bè của chị á sẽ trở thành hoa hậu. Chị à, rồi bạn bè của em đều thành hoa hậu. Không không, bạn bè của em phải là á hậu, còn em phải là hoa hậu. Rồi em mẫu hậu luôn. À, mẫu hậu là già lạnh như em không biết rồi đó. Anh rồi, anh yên tâm đi, em phải có tay lắm nha, em giới thiệu và bảo đảm là tiễn anh khách đông ơi là đông luôn đó. Chị nhớ giới thiệu nhiều nhiều nha bé. Cảm ơn nha bé. Rồi xong rồi em anh. Kiểu ngộ quá. Kiểu gì vậy anh? À, cái kiểu này tên gọi là trở về thời ngây thơ vụng dại ngu muội. Rồi em nhớ rồi, cái kiểu này nè, cách đây khoảng 54 năm. Dạ, là tức là năm đó em 4 tuổi đó. Mẹ em thường hay làm cho em kiểu tóc này nè anh. Người ta gọi là trẻ trâu đó. Thích thật. Nói chơi chứ xong hết rồi. Dạ. Đấy, gội, tỉa lại. Massage mà. Dạ. Tất cả là 180. Dạ. Còn cái này thì anh cột khuyến mãi thôi. Dạ, em biết mà. 180 phải không anh? Dạ. À, đây nè, em đưa nè, 200 khỏi thối lại. Dạ, cảm ơn chị. Ôi lộn, cảm ơn bé. Cảm ơn em nha. Em đi nha. Đi anh. Về tiễn em ra. Sẽ giới thiệu khách cho anh nha. Cảm ơn em. Anh tiễn em đi. Rồi, anh đỡ em. Rồi. Cảm ơn em đi mấy chị. Bye bye cô bé với cái thằng đỏ. Bye bye. Nhớ giới thiệu khách nha bé. Nhiệt tình luôn. Cái gì vậy Khôi nhỉ? Đi đâu người lâu về vậy không biết nữa. Ủa mà giờ tới giờ của khách VIP tới mà sao bữa nay chưa tới ta? Ai mượn? Ai mượn em nhắc làm chi đó? Ôi trời Linh vậy? Chào bé. Dạ, em chào hai chị. Bữa nay muốn làm gì nè? Dạ, em làm tóc. Anh Khôi đâu rồi hai chị? Nè, hôm nay em có anh Khôi đâu để chị làm giùm cho. Khoan. Anh Khôi đi đâu vậy? Anh Khôi có công chuyện rồi. Anh Khôi đi lâu lắm đó, em đợi nổi không? Em phải đợi thôi. Bởi vì không ai hiểu ý em mà anh Khôi hết. Em chỉ thích anh Khôi làm tóc thôi. Em đừng có lo. Tóc em dễ mà, chị làm cũng được nữa. Đúng rồi, chị tìm cũng giỏi lắm. Em muốn làm tóc anh tiệc đó. Chị chị biết bấm tóc không? Biết. Chị bấm mà bấm giỡn chứ không phải là bấm như xù bím. Bắt cái máy cho chị lẹ lên. Nè nè, chị bấm đừng giống kiểu của chị nha. Kiểu của chị em có thích đâu. Mà chị bấm đẹp đó phải không? Ừ. Chắc chắn phải không? Chắc chắn. Dạ vậy thôi, để em đợi anh Khôi về. Hay là chị để con làm cho? Bỏ qua đi cưng. Chị mà để con làm. Em về. Về nha. Gì vậy? Ủa? Chờ em. Mới tới hả? Anh. Trời ơi, anh mà không làm tóc cho em á là em bỏ anh về liền đó. Sao nãy giờ tiệm không làm? Nè, ủa bé nãy là bé nói là bé không làm, bé về mà sao tự nhiên bây giờ bé đòi làm? Nhưng mà anh Khôi về rồi, bé làm. Rồi, bây giờ em muốn làm cái gì nè, anh làm. Bế tóc giả tiệc. Giả tiệc, rồi. À, lấy lược cho cậu, lấy kẹp, lấy thun. Dạ. Cái gì vậy? Ôi
sòn phải không anh? Ừ. Ngọc sòn thiệt hả anh? Dạ. Đẹp quá anh ha. Dạ. Vàng thiệt luôn hả anh? Dạ. Cái gì vậy? Hỏi thăm thôi mà. Chứ cỡ này hả, mua 10 chiếc cũng còn được. Rồi. Gì hoài vậy bà Tuyền? Trời ơi, làm tóc mà tưởng là đang trong lòng giặc không à. Lấy thuốc cho chồng. Tôi bị điên. Ủa bà điên rồi, bà đập rùi đập mũi gì kệ. Bà đi kệ, làm đi cậu, làm đi cậu. À, bé, dễ thương. Mấy đứa. Ừ? Chị nghi ngờ lắm. Chủ gì? Chị nghi ngờ cái bà khách thường xuyên đến đây. Bà đó đang có một vấn đề. Đúng rồi, vấn đề đó. Ừ. Chị nghi là đúng rồi đó. Chứ sao? Bà dành trai với chị á. Vô duyên, cái suốt ngày nói vậy không gì mà. Chứ gì? Chị nói thiệt nha, cỡ anh Khôi á, mấy cái bà khách đó không có cửa đâu. Thì đúng rồi, cỡ anh Khôi mấy cái bà khách đó cũng đâu có cửa đâu. Tại biết sao không? Cái gu của anh lạ lắm. Ủa, gu anh là ai vậy? Nói riêng với chuyện chơi cho chị biết được không? Thôi biết tới đó đủ rồi, tại nói nhiều quá bà, chị cũng không hiểu đâu nha. Vô duyên quá cái thằng này á. Kỳ quá, suy nghĩ hoài không ra luôn á. Vụ gì? Sao vậy? Tiền bỏ trong bóp mà cũng mất nữa. Không lẽ tiền nó biết bút hơi? Thằng Ben nó lấy á. Chắc vậy á, nhưng mà em hỏi anh là anh chối à. Mà anh chối vậy chắc anh không có lấy. Chắc chắn rồi nghe. Sao chắc? Nhớ một câu nè. Giàu nuôi chó, khó là nuôi trai. Bà đang nuôi trai đó. Ủa vậy là em đang làm khó em hả? Đó. Ừ, ngộ ha. Bình thường giờ này á là khách VIP của tiệm mình tới rồi mà. Đó, thấy chưa? Giờ này người ta ngóng, người ta trông rồi đó. Nôn dữ lắm, nôn dữ lắm. Cái gì? Ủa? Thôi. Ủa? Anh thích chị. Chào em. Em. Anh Khôi. Anh đây. Dạ. Ngon. Đây gì đây? Anh Khôi, anh biết sao không? Hôm qua làm kiểu tóc em để em ăn tiệc cưới đó. Trời ơi, em vô tiệc cưới hả cô dâu xỉu. Xấu quá người ta xỉu hả? Không phải, đừng nói bậy cô dâu nói. Trời ơi, kiểu tóc làm đẹp quá chịu không nói xỉu. Được rồi, được rồi. Rồi hôm nay muốn làm gì? Rồi ngồi yên đi làm cho. Dạ, bà Tuyền làm vậy? Cái gì vậy? Khách khứa mà nhẹ nhàng có em làm gì vậy? Trời đất ơi, chắc bị trai chặt hay sao? Thôi quá. Anh, hôm nay em tới đây em gọi đầu cho sạch. Với lại anh biết thỉa chân mài cho em không? À nè nè nè, rồi bé bé muốn gội đầu đúng không? Rồi, rồi hôm nay chị sẽ gội đầu cho bé à. Xong chị sẽ massage cho bé à. Nha, xong cái bé nằm đó cái chị Tuyền đây, chị Tuyền sẽ tỉa chân mày cho đây, bé nha. Để làm đây nè. Tỉa mà. Ôi. Nè, tay người chị Tuyền cao lắm, chị Tuyền tỉa hay đẹp lắm. Không, bé chỉ thích anh Khôi. Anh Khôi cắt tóc, anh Khôi sấy tóc, anh Khôi tỉa chân mày cho em. Thôi nè, bây giờ bà vô lộn bé. À bé vô chị. Bé vô chị gội đầu cho bé trước nha. Dạ. Đi bé. Vô đây. Ôi mà. Vô đây. Khách có 5-7 đường phải chiều chứ thì sao? Trời cái ơi. Gì vậy Tiền? Đàn ông con trai gì đâu mà tài đức song toàn cái nỗi yêu. Cái bàn tay nó cũng đẹp nữa. Nó mềm mà nó mịn như bàn tay con gái với anh Khôi. Trời ơi, anh làm ơn, anh để em tay còn tay để cho em coi. Trời đất ơi, đàn ông con trai gì đâu bông tai nhiều vậy. Bông tai là hoa tai đó. Anh cởi chiếc nhẫn cái đồng hồ. Nè, thôi đủ rồi nha bà. Từ hồi nãy giờ tôi đứng đằng kia nhưng mà tôi thấy hết nha. Làm gì để cho thợ làm chứ bắt gì nắm tay nắm chân người ta vậy hả? Chị hung dữ vừa phải đó nha chị. Bữa nay chị bắt giống gì mà chị quạo gọi khách vậy? Em coi bói cho anh Khôi. Em. Ủa? Bé. Biết coi bói hả? Bé biết. Coi gì? Bé không rảnh. Bé chỉ thích coi cho anh Khôi thôi. Thấy chưa? Anh coi. Tiệm cũng rảnh mà. Anh tháo nhẫn ra. À, ủa sao tại sao cô bói phải tháo nhẫn tháo đồng hồ? Tháo ra hết kìa em. À, anh coi. Đây. Để tôi giữ lát tôi đeo lại. Đây, không rảnh. Đây. Rồi đó, giờ muốn coi gì coi đi. Biết sao không? Là tại vì coi bói là phải tháo nhẫn ra để coi từng đốt tay nè. Rồi tháo đồng hồ ta để coi cái cổ tay có tay gì nè. Rồi coi đi vậy, coi đi. Rồi thôi coi tiếp cho đã thèm đi nè. Ê. Thôi mệt quá à. Trời ơi sao mấy người này bữa nay cứ vẻ thái độ mà khó chịu với em quá vậy anh. Ha, nói nghe nha. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nghe. Từ hồi nãy giờ là tôi không đồng ý thái độ của cô đó. Bao nhiêu tiền em trả rồi em về? Vẫn như cũ 180.
bữa nay thiếu thì giận quá không đem theo tiền. Thiếu chưa? Trời đất ơi, là khách quen mà anh cho thiếu không? Rồi, bữa khác em cứ quay lại trả, không sao hết. Em quay lại trả thôi, em biệt luôn cái tiệm này, em không tới nữa. Khoan, đứng lại nè. Cái gì em? Cái gì? Đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại đây đi, đứng lại. Cái gì vậy, mấy người làm gì? Tôi nói là tôi không lấy tiệm này nữa. Anh Khôi, cái điện thoại anh đâu rồi? Điện thoại anh hả? Trong tủ. Ủa, cái điện thoại anh đâu rồi ta? Trong tủ hả mà anh? Dạ không có, chờ em chút xíu. Dạ. Tôi đi về, mấy người làm cái gì vậy? Tôi không đến tiệm này nữa. Cái điện thoại đây. Ủa? Ủa? Ai bỏ điện thoại của anh vào trong túi em vậy? Sao điện thoại tôi nằm đây vậy? Em có bà vô đó. Trong diễn sâu hả bà nội? Tôi nghi bà lắm rồi đó. Em bắt tại trận rồi đó. Nè chị à, mỗi người khách đến đây á, chúng tôi đều đón tiếp rất đồng hậu. Không ngờ chị lợi dụng cái sự cả tin của mọi người để ăn cắp đồ vậy đó hả? Tôi không biết. Đừng có nói với mấy người này nữa, mất thời gian lắm. Đây, lên phường ăn cơm sườn. Không, Tiền à, người ta thì thôi cũng lỡ lần đầu, thôi mình bỏ qua đi. Trời ơi, lần đầu gì lần đầu, sao biết lần đầu? Ủa, mấy lần trước bà lại mà có lấy gì của tôi không bà? Trời ơi, lỡ lần đầu gì bây giờ hả? Đầu 2-3 thứ 8 rồi kìa, làm chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Đó, mà có lần đầu là sẽ có lần sau. Đúng lên rồi, giải cái lần đường đi. Đi ngoan quậy, khó chịu quá, giải cái lần đường. Có gì vậy mọi người? Dạ, tháng nay là vô tiệm mình là tìm hiểu đường đi nước bước ăn cắp đồ. Thôi, để nó ngồi đi, Dưới à? Đi hả? Đi. Cho anh sáng mắt anh ra. Thương người tin người quá đáng.